Hai các bạn, bây giờ mình bây giờ ô bì này các bạn, mình đi mua tí đồ ở trong này, mình quay cho các bạn xem nha. Oh. Ở trong này nó bán đồ, nó bán đồ quá chừng chừng rồi các bạn. Các bạn nhìn xem, ở đây người ta bán về máy móc rồi mà những cái đồ mà người ta làm mà nói chung là đủ thứ đó, các bạn. Mình mua dây điện, dây đồ, bóng đèn, ảnh, tranh đồ. Cái này cũng đẹp quá các bạn. Mình vẫn hay mua một tí xíu đồ ở trong này. Mình mua đúng không? Mình mua cái đồ mà dán vách tường đó các bạn. Này nè. Đó, đồ dán vách tường đủ màu đủ đồ nè. Không các bạn xem. Màu gì cũng có hết. Mình không dám nói to sợ tự nhiên người ta không có cho mình quay. À, mấy cái này làm giấy dán tường nha các bạn. Tất cả này là giấy dán tường hết. Mình không biết mua cái gì để nhỉ. Cái này cũng đẹp đẹp hay hay hết các bạn. Có giá thôi. Giá một cái này mà giá 18 đồng 99 nè các bạn. Đây nè cái loại này. 19 nè, 18 đồng 99 nè, cho 19 đồng thôi. Là 10,05 nhân 0,35. Tức là một lọn như thế này nè các bạn. Một lọn một cuộn như thế này nè là 19 đồng, 18 đồng, 99, 18 đồng. Đó. Bên này người ta bán khung ảnh đó các bạn. Cái khung ảnh bên này á nó khá rẻ à. Đây. Cái nhỏ nhỏ này. Cái khung nhỏ nhỏ này nè các bạn, mà coi thử 13 x 18 cm. 13 x 18 cm là 9 euro 49 sen. Nó nhỏ như vậy đó. Wow, cái bức ảnh này đẹp quá các bạn. Các bạn nhìn xem. Đơn giản thôi, chỉ có cái màu nhạt 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 thôi mà thấy đẹp quá. Dưới đây có nè. Đây người ta bán nước sơn nữa nè các bạn. Sơn tường nữa các bạn. Giấy dán tường, nước sơn tường có đầy đủ hết đó. Ha. Thùng sơn tường nữa các bạn. Mình quay cho các bạn xem một xíu nha, rồi mình mới quay lại cái chỗ mà mình mua cái giấy dán tường cho nhà mình. Đây mấy cái cuộn này các bạn, cuộn quay, cuộn sơn tường, vách tường các bạn. Rộng lớn quá. Đây sơn, đây là nước sơn. Đây nè các bạn, 32,99 đồng.
là 32992,7 275 lít, 22 lít cho 775 là thùng này nha các bạn. Đây là loại tốt á, loại tốt á các bạn. Hôm nay là bán cái dãy này là bán nước sơn tường. Bên này bán gì mình qua này mình coi thử nha. À, bên này bán đinh các bạn. Này các bạn xem. Này đinh, đinh khoan tường hơn đồ. 9 x 16 là 2 đồng 969 các bạn. Là một hộp đó. Bên này bán đinh, bán đồ khoan tường dắt đó. Còn cái này là bán nẹp. Nẹp dưới đây nè các bạn, cái này nẹp nè. Này nẹp nè, ha, cái cây nẹp mà nẹp ở dưới cửa đồ các bạn. Nẹp mà nẹp ở dưới cửa. Bàn ghế bán đồ nữa các bạn. Còn dãy này là bán cái mà mình đỡ mình ủi đồ các bạn. Đó. Mình ủi quần áo rồi mình là quần áo rồi cho nó thẳng các bạn. Này bán mấy cái đồ xịt kính, xịt gương rồi. Hello, guten Tag. Ông đã đi qua, ông chào mình, ông nói xin chào một ngày. Một ngày xin chào. Đó. Còn cái dãy bên này các bạn biết người ta bán gì không nè? Miếng miếng không? Tức là gỗ đó các bạn. Gỗ mỏng đó. Gỗ ép á. Này mình quay cho các bạn xem. Nó ép mỏng mỏng, dán ép á. Đó, đây là dán ép này nè. Đó. Đây dán ép ở dưới bô nền, dưới nền nhà đồ các bạn. Bên này là khu vực bán gỗ. Khu vực bán gỗ thôi các bạn. Không, toàn gỗ, tức là bên này người ta đỡ từng theo khu. Khu nào thì bán theo cái sản phẩm đó chứ không có bỏ lộn xộn. Bên này là bán gỗ. Còn mình bán gì đây các bạn? Tôi xem thử cái gì bao bao bì bì đây các bạn. À, người ta bán xi măng, cái này là xi măng các bạn, mấy cái bao bao này nè là xi măng á các bạn. Ok, này bao bao xi măng lớn nhỏ cho hết. Mình chỉ quay sơ sơ thôi nha các bạn, chứ còn mà quay kỹ quay hết thì không có đủ thời gian dài qua các bạn xem, tất cả các bạn không có thời gian. Còn này bán bên toilet đó các bạn, bồn rửa toilet không các bạn xem đó, đủ loại. Đây bồn tắm, cửa đây mấy cái cửa bồn tắm.
hư thì mình mua mấy cái cửa này mình thay. Còn này là đã bên bồn rửa tay trong nhà tắm nữa các bạn ha. Còn bên này là bán mấy cái vòi nước á các bạn. Rồi chẳng hạn mấy cái vòi mà nó bị hư, các bạn xem. Mấy cái vòi bị hư nè. Cái này 20 là wow, cái này 130 39 đồng 99 sen các bạn. Cái này nè các bạn. Đó, là loại tốt đó các bạn. Bên dãy này là bán toàn là cái vòi nước không? Vòi cho sen tắm rồi vòi rửa tay. Ok, bây giờ tới cái chỗ mình mua cái nha, mình mua cái giấy dán tường. Giấy dán tường nó nằm ở đằng kia ha.